Cúp A. Chị Bani xin chào các em. Các em ơi, ngày hôm nay chị Bani sẽ trở lại với các em với bộ đồ chơi Popping Cooking. Ngược rồi. Đây nè. Mà ngày hôm nay nha, chị em chúng ta sẽ ăn sushi. Các em có thích không? Chị Bani thích cực kỳ luôn á. Bây giờ bắt đầu nha. Chúng ta cũng sẽ chuẩn bị y như cũ, một ly nước, nước có thể uống được, và một cái kéo. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này chị Bani sử dụng cái bao bì ở ngoài để làm luôn cái khăn bàn của chúng ta. Đó, và ở trên đây người ta đã có hướng dẫn những cái kích thước rất là rõ ràng. Đây, chị Bani để xa ra cho các em nhìn nè. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với những gói nguyên liệu của mình. Lần này không phải là cái độ múc như là lần trước nữa, mà là một cái ống bơm như thế này nè các em. Khi mà mình lấy nước á, mình sẽ bóp nó lại, mình nhúng vào nước, bỏ tay ra là nước nó chảy lên khen khen. Đó, đúng rồi, như vậy nè. Ui, bây giờ để chị Bunny xem coi là mình nên làm cái gói nào trước nha. Rồi, chị Bunny biết rồi, đầu tiên mình sẽ làm cơm. Đây, cơm chính là cái bịch to nhất này. Chị em mình sẽ cắt ra nha. Và mình đổ vào trong đây nè. À, chị Bunny quên giới thiệu với các em. Ở trong cái hộp này nè, nó sẽ có rất là nhiều những cái ký hiệu để làm dấu cho chúng ta. Ví dụ như là ở cái hộp số 1 này thì mình sẽ bỏ cơm vào. Đó. Rồi, ở những cái phần như là những cái răng cưa như thế này nè, thì mình sẽ bỏ cái gói màu hồng. Còn những cái hình tròn giống như là cái đường vân tay của chúng ta, như là những cái hoa tay á, thì mình sẽ bỏ cái hộp, mình sẽ bỏ cái bịch màu vàng. Giờ chị Bunny làm nha. Đầu tiên á, chúng ta sẽ đổ nước vào trước. Các em sẽ sử dụng cái ống bơm này nè. Và khi mà mình đổ nước á, là mình sẽ đổ ngập hết cái hình oval của cái số 1 này. Chị Bunny làm nha. Bây giờ mình sẽ làm cái bịch màu vàng. Đây. Hồi nãy chị Bunny có nói rồi đó. Cái bịch màu vàng này nè, thì mình sẽ làm ở cái đường vân 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 vân. Còn cái bịch màu hồng này nè, mình sẽ làm ở những cái hộp mà có cái đường sọc 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 sọc. Đây, phang phang. Chị Bunny đã làm xong cơm rồi nè. Thơm quá thơm quá, bây giờ là nhiều mùi lắm luôn á. Đây là có mùi dâu nè, mùi chanh dây nè, mùi cơm. Mùi cơm thì giống như cái mùi cũ của cái món cơm hộp Nhật bữa trước, bento chị Bunny làm. Bây giờ nha, chị Bunny sẽ làm tiếp trứng cá. Khi mà mình ăn sushi á, có món trứng cá hồi rất là ngon luôn. Nhưng mà khi mà làm cái món đó thì các em phải cẩn thận một tí xíu. Bây giờ chị Bunny chỉ nè. Ở đây nó có hai gói. Gói màu xanh lá và gói màu cam. Bây giờ mình sẽ đổ gói màu xanh lá vào cái khung chữ A, và gói màu cam vào cái khung chữ B. Ở mỗi khung chúng ta sử dụng một đơn vị nước. Bắt đầu nha. Bây giờ các em sẽ sử dụng đúng cái ống bơm này. Mình sẽ bơm cái dung dịch ở cái hộp B ra. Bóp nè. Và bơm lên thôi. Bây giờ xem như là chị Bunny đã gần gần như là hoàn thành hết tất cả những cái món có trong bữa ăn của một buổi sushi rồi đó. Bây giờ chị Bunny sẽ lấy cơm ra nha. Mà các em nhìn nè. Đây, chị Bunny sẽ quay lại cho các em xem. Mặc dù chữ tiếng Nhật chị Bunny không hiểu, nhưng mà chị Bunny thấy có cái cục cơm ở đây, rồi có cái mũi tên. Chắc là mình sẽ đo cục cơm bằng cái cục này.
Đây, mình sẽ để một miếng ở đây. Đúng rồi. Rồi, đã xong. À, chị Penny quên. Còn cái này nữa. Cái này đố gan là cái gì? Cái này chúng ta sẽ kéo dài nó ra để chúng ta quấn quanh cái cục cơm này nè. Và chúng ta sẽ làm giống như là một miếng rong biển vậy đó. Đây, chị Penny sẽ làm thử nha. Các em đừng quên là phải rửa tay trước khi mình chơi bộ đồ chơi này nha. Đây, chị Penny sẽ kéo dài nó ra đã. Trời ơi, thơm quá, thích quá. Đây, à, chị Penny chỉ các em nè. Ở đây nha, nó có một cái đường dài ơi là dài. Và cái đường này nhìn hình thôi, chị Penny không có biết chữ tiếng Nhật đâu, nhưng mà chị Penny cũng đoán ra được là chúng ta sẽ phải kéo cái miếng này ra dài bằng cái hình chữ nhật đó. Rồi, bây giờ mình sẽ quấn lên thử nha. Đó, hoàn chỉnh chưa? Chị Penny sẽ bắt chước người ta. Chị Penny sẽ bỏ lên những cái hạt này lên nè. À, những cái hạt này gọi là trứng cá hồi. Đây nha. Trời ơi, giống thiệt quá. Thêm nữa. Hấp dẫn quá. Bên đây. Bây giờ tới tất cả những cái món này, chị Penny sẽ bắt đầu trang trí đây. Mình sẽ lấy trước ra một miếng. Miếng này chị Penny đoán chắc là cá ngừ sống. Đây nè. Một miếng. Ui, giống thật quá. Tiếp theo nha. Chị Penny sẽ chừa lại một miếng nhỏ. Tại vì mình sẽ có tới 6 miếng được. 6 miếng sushi được. Đây. Tiếp tục với cái màu vàng, chị Penny cũng chia làm đôi luôn. Và vẫn chừa ra một miếng trắng xíu ở đây nha. Để miếng nhỏ lên đây. Chia đôi ra. Miếng dương này chị Penny sẽ dầm nhỏ ra để làm giống như là ở trên cái miếng này nè. Đó, người ta có chỉ nè, các em thấy không? Mình sẽ làm một miếng màu đỏ trước, xong rồi miếng màu vàng, xong rồi thêm trứng cá hồi ở trên. Chị Penny cũng sẽ cố gắng làm y chang như vậy luôn. Nhìn rất là hấp dẫn và đúng là giống thiệt có đúng không? Nhưng mà các em biết không, ăn sushi nha, người ta vẫn còn có một món nữa. Đó chính là nước tương mà pha với lại wasabi. Đây, chính là gói màu nâu cuối cùng của chị em mình đây. Bây giờ chị Penny cũng sử dụng một đơn vị nước. Và chị Penny sẽ đổ và trộn đều cái gói này lên. Đây chính là nước tương nè. Rồi, bây giờ mình sẽ chế thử nước tương vào nha. Chị Penny sẽ bỏ nước tương đều lên 6 cái miếng sushi này của mình luôn. Khen khen! Đã xong được món ăn của chúng ta rồi. Các em biết không, mỗi lần mà chị Penny chơi cái bộ đồ chơi Popping Cookie này là chị Penny cảm thấy mình tỉ mỉ hơn, khéo léo hơn. Cho nên nha, bạn nào mà muốn tưởng tượng hay là muốn nấu ăn giỏi hay là muốn rèn luyện kỹ năng của mình á thì có thể mua bộ đồ chơi này chơi. Và đừng quên là comment ở phía dưới tất cả những cái bộ đồ chơi nào mà các em muốn, chị Penny sẽ cố gắng tìm hiểu và chơi thử cho các em coi. Còn bây giờ chị Penny sẽ phải thưởng thức thôi. Thử trước cái này đã.